Bạn gái cũ của em là bạn thân của bạn này. Bạn gái cũ của em là bạn thân của bạn này. Sau khi bạn gái cũ của em đi nước ngoài định cư thì tụi em chia tay. Có gửi gắm gọi là kiểu như tại vì giờ tôi đi rồi tôi cảm thấy có lỗi với ổng quá, cho nên là nhờ bạn thân ngồi gọi là an ủi ổng, để chăm sóc giùm cho ổng sao bây giờ luôn. Đó. Nhờ chăm sóc vậy mà bồ của em bỏ em đó đúng không? Dạ. Tụi đó hay thiệt. Em chỉ dẫn đường cho đi vô khung thành thôi, là còn phải tự tay đá cái băng đi. Dạ, em là Chi, hiện tại là đang làm nhà sáng tạo trên TikTok. Em năm nay là 33 tuổi. Thì em ở quận 5. Có một chút đặc biệt thì em là người Hoa. Rồi thôi là đó, bây giờ tới okay. Vợ nè. Đã, vợ giới thiệu đi nào. Dạ, em tên là Phương Thanh, em cũng 33 tuổi. Và hiện tại em vừa mới nghỉ việc văn phòng để ở nhà phụ chồng. Làm sáng tạo nội dung luôn? Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà hai vợ chồng thường là làm về nội dung gì? Thì chồng em sẽ là người nấu ăn, còn em là người ngồi ăn. Có một cái nội dung là nấu ăn cho bà vợ đang có bầu. Và lúc đó bà đang có bầu. Thực ra thì nó cũng là một cái nội dung khá là ngẫu nhiên thôi. Lúc đó là ngày nào em cũng nấu cơm và bà đem đi làm hết. Cho nên là có một cái ngày em bất chợt em hứng lên cái em quay đăng lên thì vô tình nó lại được sự hưởng ứng của mọi người á. Kênh em từ đó thì phát triển tới giờ. Yeah. Quay lại thời gian trước đây, hai vợ chồng không biết có quen nhau qua một cái quán ăn hay qua một cái món ăn gì đó, hay là qua một cái gì đó nó có liên quan tới ẩm thực. Nhóm họ đi. Đó. Ừ. Yeah, thật ra thì tụi em quen nhau thì cũng liên quan gì tới ẩm thực hết. Tụi em là học chung với nhau. Học chung từ hồi đại học, lúc học năm 2. Hai đứa vậy là quen nhau cũng lâu rồi đó. Tụi em quen nhau 8 năm, đám cưới được 5 năm. Trời ơi, mười mấy năm là đó em, mười ba năm rồi đó. Ủa con của Chi hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Một bé là 4 tuổi, một bé là 15 tháng. Hai vợ chồng mà quen nhau tới 8 năm. Quá trời quá đất mà sao lấy vậy? Có trục trặc gì không? Trong quá trình mình làm sinh viên thì chắc cũng là qua khoảng thời gian mình học tập, rồi đi làm, rồi tích lũy, rồi mình mới tiến tới hôn nhân. Thì tụi em làm y chấp, cái plan nó y chang chuẩn chỉ như trong sách vậy đó. Nhưng mà ai là người để ý ai trước nè? Rồi cái lần đầu tiên gặp nhau, có nhớ cái giây phút đó nó có điều gì ấn tượng không? Lúc đó thì tụi em đang chơi chung một nhóm bạn cũng đông lắm, mười mấy người á, cả hai không có dòm ngó gì tới nhau hết, tại vì lúc đó cả hai đều có bạn trai bạn gái. Bạn đi một thời gian á thì chồng em chia tay, nên xong rồi em cũng chia tay luôn. Thì tụi em mới bắt đầu kiểu thân nhau hơn, nói chuyện với nhau, mà lúc đó thì cả hai đều không phải là gu nhau á. Dạ. Hai tâm hồn cô đơn họ đến với nhau. Có một cái câu chuyện nó cũng hơi nhạy cảm chút xíu là bạn gái cũ của em là bạn thân của bạn này. Bạn gái cũ của em là bạn thân của bạn này. Sau khi bạn gái cũ em đi nước ngoài định cư thì tụi em chia tay. Có gửi gắm gọi là kiểu như tại vì giờ tôi đi rồi tôi cảm thấy có lỗi với ổng quá, cho nên là nhờ bạn thân ngồi gọi là an ủi ổng, để chăm sóc giùm ổng sao bây giờ luôn. Bạn gái em sâu sắc quá luôn á, thiệt á. Nhờ chăm sóc vậy mà bồ của em bỏ em đó đúng không? Dạ. Tụi đó hay thiệt. Em cũng vừa chia tay bạn trai, xong rồi bạn thân em cũng đi định cư, xong rồi cũng nói là thôi có gì an ủi giùm. Thì lúc đó em mới bắt đầu nói chuyện với bạn này nhiều hơn. Thì mới cũng kiểu đi đánh lẻ, đi ăn kem, uống nước rồi đó. Thì xong rồi mới thấy là ồ ông này ổng hiền quá. Mà ổng kiểu là cái người của gia đình á, mà lại mất mẹ sớm. Nên là mình thấy là kiểu cũng hiền lành, tử tế, nhưng mà nhát gái quá. Cái xong rồi mình cũng không nghĩ là ổng sẽ cua mình. Nên tức là em cũng có cảm tình với Chi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao mà tại vì hiền quá. Dạ. Thì không lẽ giờ bên này tỏ tình trước? Dạ không, em thì em quyết tâm là em không tỏ tình. Đó, vậy ông tỏ tình bằng cách nào? Em chỉ dẫn đường cho đi vô khung thành thôi, là còn phải tự tay đá trái banh đi. Đó, anh rất muốn biết cái chuyện mà dẫn đường nó là sao nè. Dẫn đường này nó cũng mờ ảo ảo lắm anh. Nhưng mà ý là mình cũng đáng ý thôi. Mình biết là bà cũng hòm hòm là bà chịu rồi. Nói chung là tụi em là bạn với nhau cũng một thời gian rồi, cho nên là khi mà nói chuyện thì chắc là hiểu ý đối phương rồi. Thì lúc đó cả hai cũng quen nhau, nhưng mà thật ra tụi em không có một cái dấu mốc nào gọi là tỏ tình hết. Chỉ là quen nhau xong rồi đi ăn một thời gian, đi dating một thời gian kiểu vậy đó. Thì cảm thấy là hợp nhau rồi. Có một cái dấu mốc là em tặng cho vợ em một cái nhẫn. Tại vì ngày xưa cũng không có nhiều tiền, đi làm một cái nhẫn bạc. Thì sau đó bà cho bạn bà mượn người làm mất luôn cái nhẫn. Sao em rộng rãi quá vậy? Nhưng mà cái hoàn cảnh của bạn này á, dạ, là coi như là mất mẹ đúng không? Mẹ em mất từ lúc em 8 tuổi. Dạ. Là sống với ba. Thì em sống với ba và sau đó là nhà em chuyển về nhà nội. Tức là ở với là cô. Thì em tổng cộng có ba người cô. Một ông chú và ba em. Là 5 người và không ai có gia đình hết. Thì ba em có gia đình thì tuy nhiên là bây giờ mẹ mất rồi thì xem như là cũng không có gia đình luôn. Coi như em là cái người trụ cột cho gọi là hai người bố và ba người mẹ. Đúng không? Dạ, đúng, dạ, có thể hỏi tại vậy. Đúng không? Tại vì bây giờ thì chắc là các cụ lúc đó cũng lớn tuổi rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ba em thì lúc đó là khoảng 60-70. Thì cô em còn lớn hơn nữa tại vì cô là chị mà. Dạ khoảng 70-80. Thì nhà toàn là người lớn tuổi không. Khoảng thời gian đó em cũng
stress lắm. Thứ nhất là mình mới ra trường rồi này nọ, mình cũng không kiếm được đầu ra đầu vô gì hết. Đó là cũng là cái câu chuyện mà tại sao mà lúc mà em quen vợ em xong á, là nhà vợ cấm cản dữ lắm. Tức là cho là chị là mẹ vợ em chắc chắn gì con làm như vậy nặng không? Gánh quá mà dạ. Đúng không? Bằng cách nào mà em thuyết phục được để cho bên mẹ vợ đồng ý? Em mất 8 năm để vừa học hành vừa làm việc và vừa tích lũy. Đến cái ngày mà tụi em có cái kế hoạch là muốn đám cưới rồi á, thì mới nói cho gia đình vợ. Khoảng thời gian mà từ khi mà mẹ vợ biết cái tụi em quen nhau á là cấm cản dữ lắm, cho đến khi mà một lần nữa lại nói với mẹ vợ là tụi con chuẩn bị đám cưới, thì lúc đó là nó cũng cách nhau vài năm rồi, thì lúc đó mẹ vợ vẫn giữ nguyên thái độ như cũ là nếu mà là cái cậu này á, tức là con sẽ rất là cực này nọ. Nhưng mà lúc đó là tụi em đã có cố gắng để mua được căn nhà đầu tiên, nhà chợt hay là nhà chung cư để xem như là một cái thành quả để chứng minh với lại mẹ là tụi con có thể làm được. Là lúc em bao nhiêu tuổi, hai đứa lúc em bao nhiêu tuổi mua được nhà? Là lúc đó tụi em là 26. Trời ơi, 26, 27 tuổi mà mua được nhà. Giỏi. Wow, con tôi giờ nó cũng đang ở nhà tôi. 26 tuổi chị biết em còn à, một năm em ở nhà thuê 4 nhà đó. Giỏi 26 quá, tuổi. Bởi vì lúc hai đứa làm trong khoảng thời gian đó là tụi em làm cái gì để có thể kiếm thêm cái thu nhập? Trong khoảng thời gian đi học á, là tụi em đã đi làm rồi. Và tụi em đi làm từ năm nhất. Thu nhập thì không đáng kể đâu, tại vì nó chỉ là những cái công việc mà cần tới sinh viên làm. Tuy nhiên là tụi em làm một cái ngành nó rất là năng động, hợp với cái thời điểm đó. Đó là cái ngành marketing trên internet. Và tụi em có một cái job chính, tức là đi làm văn phòng. Những cái doanh nghiệp nhỏ hơn họ cần những cái người mà ở bên ngoài gọi là freelancer đó để hỗ trợ cho họ về cái mảng này. Nên thành ra tụi em còn làm những cái dự án bên ngoài nữa. Thì cả hai tụi em đều chạy rất là nhiều dự án cùng một lúc. 8 năm yêu nhau như vậy á thì chắc là phải hiểu hết về nhau đúng không? Rồi đến khi mà bắt đầu về ở chung với nhau á thì là có những cái điều gì mà mình bị bất ngờ là bạn này là một người mẹ rất là chu toàn, rất là 10 điểm. Và cái đó nó áp dụng luôn cho cái việc nuôi con. Là tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo. Bé nó phải giống như trong sách. Cái đứa đầu tiên của em thì nó năng động quá. Nó không có ngủ. Nó rất là dễ bị kích động bởi tiếng động. Xong nó ngồi dậy nó coi ngó nghiêng đồ này nọ đó. Thì bạn này là bạn bị hoàn hảo quá mà. Lo sợ. Phải ngủ đủ tiếng đó. Ngủ không đủ nè. Nó có bị gì không, nó có bệnh gì không này nọ đó. Nói chung là em thì không có hề kinh nghiệm gì về con cái, là ai cũng vậy rồi. Nhưng mà em nghĩ là cái tình huống đó nó không quá đáng tới độ mà mình phải sợ đến như vậy. Đó thì cả hai bên bắt đầu có những cái mâu thuẫn về việc nuôi con. 8 năm cãi nhau đúng một lần thì đó, từ khi đẻ con thì ngày cãi nhau tới 8 lần. Đó, chính xác là như vậy. Từ ông nhỏ. Rồi còn gì cái tật gì nữa mà em mất hồn á? Bạn này có một cái tật là sẽ mất trí nhớ, nếu mà cái thứ gì đó mà bỏ vô tủ lạnh là hoàn toàn không còn nhớ cái thứ đó nữa. Ủa, em sợ lạnh em? Ví dụ bà đi mua một cái ly trà sữa về bỏ vô tủ lạnh là chỉ cần 30 phút sau là bà quên đi có sự hiện diện của ly trà sữa trong nhà luôn. Vậy là em thì ví dụ đang trên cơn mà thèm ăn hay thèm uống cái gì đó là em sẽ mua về, em mua về cái em ăn không hết, hoặc là em sẽ để đó để chút xíu để em có thời gian em mới quay lại em ăn á, là em quên nó luôn. Em mở cái tủ lạnh ra, em bỏ gì vô là em sẽ quên luôn là trong đó nó có. Này là công chúa băng giá. Khu vực bếp là khu vực của em, là cái tủ lạnh của em, tại vì em nấu ăn mà. Nên bà không ăn là mình hưởng. Rồi bà không ăn là một là mình phải ăn hết, thứ hai á là bà để quên đi những thứ mà mình không ăn đi, ví dụ như là mấy cái đồ, ví dụ bánh tráng gì đó thì ít khi em ăn lắm. Để nó vài tuần trôi qua, có khi là mua mấy trái cốc về mà nó mọc cây ở trong đó luôn chị. Và cuối cùng ai là người đem bỏ? Thì em phải sắp đem đi bỏ. Đó, giống như tôi vậy đó, tôi bị vợ tôi phàn nàn hoài. Còn gì nữa không? Còn một cái nữa là cũng hay trải dòng một số cái mà, ví dụ như trong cái việc là bà muốn giảm cân, cái bà thường xuyên hay ăn đồ ngọt. Thì em nói là thôi bà đừng có ăn đồ ngọt nữa, bà ăn đủ bữa đi. Có thể là ăn ngày hai bữa thôi, nhưng mà bữa đó bà ăn được no thì lúc sau bà sẽ không thèm ăn nữa. Nhưng bà không chịu. Bà thà là buổi sáng bà ăn một củ khoai, sau đó giữa ngày bà uống trà sữa, bà ăn bánh tráng, chứ bà không thèm ăn cơm. Xong bà gọi đó, cái đó là giảm cân. Trà sữa mà giảm cân rồi thấy nó sai lắm mà. Là cái cày cày cối đó, đúng đó, đúng. Rồi tới em phản pháo đó. Chồng em là người Hoa mà anh chị biết người Hoa thường á, xưng hô là chỉ có nị với ngọ thôi. Sẽ không có những cái kính ngữ ví dụ như là dạ ba mẹ hay là dạ cô chú á. Nên là kiểu nói chuyện theo kiểu người Hoa quen rồi. Nên khi qua tiếng Việt á, mà nói chuyện với người lớn á, thì giống như là nói trọng không vậy đó. Em hay bị người lớn ở trong nhà phàn nàn đó. Tại sao chồng con nói chuyện cọc lóc vậy? Nó nói chuyện ấy. Nên là chồng em không phải là người quá khéo léo trong cái chuyện mà giao tiếp.
Với lại tính cũng hơi cục xúc á chị, kiểu cục xúc mà tính hơi nóng nữa. Không có rào trước đón sau mà cứ nghĩ sao là nói vậy đó, nói liền luôn á. Mà cái đó là với bên ngoài hay là với trong? Với cả em luôn cũng vậy luôn. Con cái thì sao? Con cái cũng vậy luôn, nên là nói trọng á. Dạ. Biết á, nếu mà là tiếng Hoa nó cũng rất là giống như là tiếng Anh á, nó chỉ có you, I rồi cái người thứ ba thôi, và nó không có xưng hô kiểu cô gì chú bác gì hết, cho nên là lâu lâu em bị lộn, em quên mất một số cái từ kính ngữ như vậy á, thì nó em không để ý là nó sẽ gây phiền hà cho người khác. Rồi đỡ á, nhiều người còn kêu cái người thứ ba mặc dù lớn hơn mình kêu bằng nó nữa. Đúng rồi. Trời ơi, hôm nay là mẹ của Ngọ là qua lấy nha, lo đang đứng ở ngoài dạ, đúng rồi, đứng ngoài trước đó. Là do nó không có ngôi thứ, có góp ý á thì em cũng cố gắng, tuy nhiên là nhiều lúc em cũng hay quên. Rồi em có muốn nói một điều gì thiệt là say đắm với vợ không? Tại vì vợ nói là chồng hay nói trọng á, bây giờ đừng nói trọng nữa, nói một cái gì mà nó có đầu có giữa có đuôi cho vợ em hết hồn coi. Thử thách luôn á chị. Ừ, thử thách luôn á. Thử thách thiệt, em cũng ít khi làm mấy cái điều lãng mạn như thế vậy đó. Nhưng mà bây giờ em phải tập đi nè. Là giờ phải làm luôn ha. Đúng rồi, thương vợ đi, đứng lên nào. Tao nè em, hôm nay quay mệt không? Đó. Vậy nói rồi nha em nha. Sợ nha chị, sợ nha. Hình ảnh này nó không quen. Dạ em tên là Nguyễn Minh Triết ạ. Em năm nay 31 tuổi. Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì em 31 tuổi hả? Dạ. Sao nhìn em quá trẻ so với cái số tuổi vậy, đúng không? Nhưng mới nhìn tưởng 21 tuổi rồi mà. Trời ơi, trong khi anh Thuận đây nè 29 tuổi mà nhìn giống như là 49 vậy đó hà. Em dạ em là Lê Thụy Quỳnh Như. Em năm nay em 27 tuổi. Tụi em kết hôn được 7 tháng rồi. 7 tháng. Dạ, vậy là đúng là vợ chồng son rồi. Sao hai bạn quen nhau sao? Dạ em với lại anh Triết gặp nhau lần đầu tiên là trong một bữa sinh nhật của bạn thân của em. Thì năm nào em cũng tặng quà hết rồi. Thì cái năm sinh nhật đó em quyết định là em nấu vài món em tặng cho bạn em. Tức là em tặng cái món đó cho bạn của dạ, em? Dạ em cho bạn em đãi sinh nhật luôn. Thì hôm đó ai cũng chê hết nhưng mà có một mình anh Triết là tại vì khẩu vị của em là ăn thích ăn mặn. Ở đây em ăn cái thấy ngon khen. Ồ vậy đó hả? Có nghĩa là ai cũng chê có mình Triết đúng. Nhưng mà ngon thiệt. Dạ, thiệt tình luôn á. Thiệt tình, thiệt tình. Mọi người nghe duyên tiền định nữa rồi. Rồi thấy một người đàn ông mà khen cái món ăn của mình vậy đó. Em nghĩ trong bụng chắc xạo, cả bộ nằm vậy thôi. Tại vì thực sự bữa đó là em là khách mời không chính thức, một người bạn dẫn em tới chơi thôi. Rồi em biết có biết được nhà Như là có bán phở. Sau đó em xin số điện thoại. Qua ngày hôm sau á, em tìm làm bộ tới ăn phở thì cách mà nói chuyện nhiều hơn. Em ăn phở bao nhiêu lâu? Dạ ăn phở một tháng. À, dạ nhưng mà ngày nào cũng tới. Ngày nào cũng tới. Ăn phở một tháng mà tôi mà một ngày ăn mấy lần. Dạ ngày nào cũng đúng 8 giờ tối, là mưa hay nắng như thế nào nữa cũng đúng giờ xuất hiện. Ăn phở buổi tối hả? Dạ. Dạ. Ở nhà cũng mắc không? Dạ không. Như to. 35. 35 ngàn. Trong hẻm em 25 ngàn em thấy mắc hơn. Rồi nhờ tôi phở đó mà hai đứa quen nhau chưa? Dạ hơn một tháng á, em thực hiện chiến dịch á, thì là em mới từ tiến xa hơn. Quyết định là mời Như đi xem phim riêng hai đứa thôi. Dạ thì bữa đó là em tính là xem phim rồi tỏ tình với Như. Dạ đầu tiên là em tính là nắm tay trước. Có nghĩa là lợi dụng đi xem phim để nắm tay. Tay. Mà em có cảm giác em hôm đó là anh ấy cố tình dạ có để tỏ tình với cứ mình không? Trong rạp chiếc phim cứ ngồi cái tay cứ đưa qua rồi lại rút về, đưa qua rút về. Cái em biết em cố tình em khoanh tay luôn. Em để em vậy luôn. Là coi như là gần hết bộ phim luôn á, phim khúc cuối kịch tính mà em mới quên. Em bỏ tay xuống. Lúc mà lơ lơ cái em để liền. Không sao, sao? Dạ mà không phải là nắm mà là để là im, để im khoảng đâu 10 giây. Cái Như nhìn em. Em hết hồn em quay qua em nói. Làm gì vậy? Cái em run quá anh sợ em lạnh. Không cái em quê quá, cái em đứng lên đi về không có tiếng tiếng nào hết. Bơi nhá cả thôi đúng không? Dạ, lần đầu tiên đi xem phim không thành công. Phim đó kinh dị không? Dạ không. Không nắm tay được đúng rồi. Rồi thì khi nào thì mới bắt đầu thực hiện chiến dịch thứ hai? Thì rút kinh nghiệm lần 1, lần 2 á là em hẹn Như đi chơi. Là vừa đón Như ra khỏi nhà xong đi một đoạn á là em lòng thành sao chụp tay kéo lên nắm luôn. Em nắm một hồi xong rồi không thấy nó Như nói gì hết. Em mới nói ẩm rầy chuyện anh chuyện tụi mình như vậy rồi. Giờ em là bạn gái anh nha. Như không nói gì hết cái quàng tay còn lại ôm chặt luôn. Rồi rồi quen nhau thì đến bao lâu thì cầu hôn? Dạ em quen nhau 1.5 năm. Thì hôm đó là em với Như có một cái tranh cãi nhỏ nhỏ. Và Như giận em lắm. Thì buổi tối tụi em đi ăn. Tại vì tụi em có mua cái deal á. Điều thì bữa đó là hết hạn rồi, không ăn là không được, mà tiếc nên là đi ăn. Ăn cái gì? Bữa đó ăn cái gì? Dạ ăn cháo vịt tiết canh. Hai cái cớ thôi. Một khi đã không thích nhau thì có mà bao nhiêu tiền cũng dùng đi. Hôm đó thì bình thường hai đứa sẽ ngồi cùng một phía đi ăn thông thường để tay ăn tay nắm tay. Mà hôm đó giận cho nên ngồi đối diện.
Rồi em chỉ ngồi cắm cúi ăn hết này tới cái kia, không ngước mặt lên nói chuyện luôn. Anh bên đây cứ ngồi xin lỗi, thôi anh biết rồi anh xin lỗi nọ, nhưng mà em không trả lời luôn. Thì đang trong lúc em cắm cúi em ăn thì có một cái bài nhạc hòa tấu mà cả hai đứa đều thích, bản Khánh Long Indie á, thì anh chiếc ảnh đọc thơ, tự làm thơ luôn, là nghe bài nhạc đó rồi tự hoạt thành thơ. Đúng rồi, xin thơ thành thơ. Ví dụ mà bây giờ giá mà hai bạn nhớ được cái melody của cái bài đó nè, chồng á làm cái melody bài nhạc đó nè, vợ đọc cái bài thơ, hoặc ngược lại thì đó là một món quà của chương trình đó. La 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 la, hoặc là gọi cái bồi lang thang gặp tiểu thư đen đem về nuôi, gặp yêu đen tha thiết mà sao em không nói mà em cứ gặm xương hoài vậy. Trời ơi, một bài thơ được làm cho quán cháo dịch là đã quá đáng rồi mà bây giờ sao em cứ mãi mê gặm xương dịch. Cái ý của em là đọc thơ để cho Như vui mà là nhiều cơn giận. Tại vì nếu em hứng lên cái em tháo cái nhẫn của tay em đeo á, không phải nhẫn thường thôi, lại vừa đọc cái em vừa xuống cái em đeo nhẫn cho Như luôn, là đọc thơ xong cái khi sau khi mà cái gặm xuân dịch hoài đó, dạ cái nó làm vợ nha, là mẹ Như là vừa gặm xuân dịch muốn cười mà mắt thì nước mắt rưng rưng ra trào ra ngoài. Em phải học tập cái chiêu này chắc chắn dễ thương chắc lắm. Em phải lo cầu hôn cho quán thịt chó. Thì sau đó tụi em cưới nhau đến tới bây giờ là 7 tháng á. Thì trong lúc sau khi cưới nhau thì em thấy cuộc sống hôn nhân cũng vui hạnh phúc. Không có gì gọi là vỡ mộng hết. Chỉ có một vài thay đổi nhỏ nhỏ trong cuộc sống của em thôi. Ví dụ như em về muốn vào phòng hay gõ cửa cộc 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 mật khẩu bù bù mới trời rồi. Thế là phải nói mật khẩu. Mật khẩu có mật khẩu. Bù bù hả? Không nha. Bù bù. Rối cái là nhiều khi mình đi làm về mệt á, em cứ gõ cửa như vậy, mở cửa như vậy, mở cửa mật khẩu. Mày đang mệt em quậu lên. Đấy, mở cửa đi mở khẩu. Phải bù bù. Cái đúng không? Mới mở cửa nhiều khi em biết luôn mà không nói mật khẩu là em không mở luôn. Trời ơi. Dạ. Có khi nào mà nói mật khẩu vợ mở? Dạ không, cái bù bù là tiền chị mà. Đúng rồi. Mà ảnh cũng phiền lắm vậy. Là về mới phát hiện ra cái chuyện tắm. Một ngày tắm 2 lần mà mỗi lần tắm là 1 tiếng đồng hồ. Mày vẫn làm gì vậy? Dạ thì em em cái quy trình của em thì nó em thay đổi mới ra được. Là phải gọi đầu, phải gọi 2 lần, rồi đánh răng, rửa mặt, rồi tắm người, cà chân, toilet, rút tóc nữa. Nó sẽ đầy đủ em mới ra được. Là tắm là phải đủ 1 tiếng đúng không? Hồi xưa anh cũng đủ quy trình như em đó mà tóc anh vậy đó. Trong khi em tắm có 15 phút xong. Chị cũng đây 1 tiếng đồng hồ. Chị 15 phút rồi. Thuận tiếng rưỡi hay sao? Em cứ ucha hoài. Không, hồi đó cũng tiếng mà sau này tóc hết thì giờ còn 45. Còn ngoài ra còn gì nữa không? Dạ, ngoài cái mật khẩu thì có cái việc trước khi đi ngủ á, là phải làm 2 việc. Tại gì em? Dạ, thứ nhất là em phải hứa với vợ em mấy điều. Dạ, anh hứa là anh sẽ không lừa mày nữa. Anh hứa là anh sẽ không để em đợi lâu nữa. Anh hứa là anh chăm chỉ hơn. Anh hứa là anh yêu em suốt đời. Phải hứa đủ cái gì nữa, 4 lần vậy đó. Ở trả bài đó. Dạ, đúng rồi đó. Tại vì bình thường á, anh này tính rất là nóng. Thường là giận lên là lớn tiếng, la lên. Mà em biết tính, mỗi lần như vậy là em không nói gì hết. Đợi qua ngày hôm sau, rồi em mới nói hôm qua anh xài nha. Cái thế là rồi anh biết rồi, cái nói giờ phải hứa, mỗi tối phải hứa. Hứa để mỗi lần mà chuẩn bị nóng lên, nhớ lại lời hứa. Coi như 7 tháng nay ngày nào cũng tối nào cũng bao nhiêu đó. Tối nào cũng có bài hứa. Từ em cảm thấy là em có dằn bớt được cái tính nóng đó không? Dạ có, mỗi lần em tính nóng lên nghĩ phải hứa hoài hoài em sợ. Không có nóng. Đây cũng là một cái cách mà của những người vợ trẻ muốn rằng chồng mình thay đổi theo ý của mình. Mà một cái cách nó cũng rất là tế nhị. Đúng vậy. Mà nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà theo như người chồng thú nhận đó là hiệu quả vô cùng đúng không? Em đừng có bắt vợ em bỏ thói quen này. Các chị cũng phải học em. Trước khi ngủ là phải trả bài. Mà chưa đâu, đó là điều thứ nhất nha. Còn việc thứ hai là em phải trả lời 3 câu hỏi của vợ em. Em hỏi anh Chiết, anh có yêu em không? Trả lời luôn. Em phải trả lời là có, không có là chết. Rồi, trả lời là có đó. Rồi, anh có yêu em nhiều không? Nhiều. Anh yêu em nhiều bao nhiêu? Đó, câu này mới chết. Anh nhiều bao nhiêu là mỗi một ngày em phải suy nghĩ một câu trả lời sao cho nó khác hơn ngày hôm qua. Mà cái bao nhiêu nó phải không lớn lắm, không đếm được. Ban đầu thì em còn trả lời xiên. Ở anh yêu em nhiều như sao trên trời, như cát nước biển, như là động vật con người trên thế giới gì đó. Nhưng mà dạo này 1-2 tháng nay là đang nằm coi tivi em á. Anh Chiết, anh yêu em nhiều bao nhiêu? Giống như điểm ảnh trên tivi. Thôi cũng được thì cũng đếm không được. Cái thời có hôm thì nhiều như lông trên người của em.
Rồi vậy mà nó bắt cạo lông có thể nó điều ạ. Và gần đây nhất luôn là có cái trường hợp này là trả lời là em cứng họng, là em không nói lại được tiếng nào nữa hết, mà có lợi cho mình nữa. Ấy, anh Chiết, anh yêu em nhiều bao nhiêu? Trả lời chứ nhiều giống như mà tiền ấy anh em cho anh xài giặt hàng tháng. Đặt rất là giận hờn. Bây giờ mới nói là muốn thương nhiều hơn thì cho nhiều hơn đi. Là suốt 7 tháng nay là mỗi ngày một câu trả lời là sắp hết rồi, sắp bí rồi. Bây giờ lỡ rồi. Cái câu em lấy chốt hạ luôn đi, cái câu tôi là anh yêu em bằng tiền mà em cho anh xài đi, tôi đừng hỏi nữa. Nhưng mà cái phần đầu thì giữ. Dạ. Nói chung là hai chọn một á, bỏ câu kia đi không cần đâu. Dạ. Phần đầu giữ lại cho chị. Đúng vậy. Chị có cái cảm nhận á là như vậy nè, khi nói chuyện với tụi em á thấy rõ ràng là đây là một người vợ mà em có thể tin tưởng. Dạ. Em có thể trao gửi cuộc đời em và những đứa con của em cho cô ấy. Dạ. Ngược lại thì chị thấy rằng chồng của em là một người rất yêu em đó, yêu lắm á, hơi nóng tính chút thôi nhưng mà hiếm có ông chồng nào 7 tháng trời vẫn trả bài hàng đêm như vậy đâu á nghe. Đúng không? Dạ. Chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Cứ theo cái đà này á, hạnh phúc hơn nữa. Dạ. Xin cảm ơn em. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ em xin phép chào chị Hồng Vân. Bây giờ mình nói lớn lên nha. 2 3. Lớn hết. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Phúc, em sinh năm 92, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng của một công ty bất động sản. Em ở quận mấy Phúc? Dạ, hiện tại hai vợ chồng em đang ở Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh. À. Dạ. Rồi mời cô dâu với nụ cười tươi trẻ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị xem đài. Em là Bích Hằng. Năm nay em hơn chồng em 1 tuổi. Ừ. Là em đang là quản lý của một ngân hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quản lý ngân hàng hả? Dạ đúng rồi. Wow. Mấy tuần liên tục hình như là cặp nào cũng có chồng hoặc vợ làm ngân hàng hết chị. Đúng rồi. Hay hết chị hả? Wow. Bây giờ rất muốn biết là hai vợ chồng em coi như là trước đây là quen nhau như thế nào, rồi lần đầu tiên gặp gỡ nhau rồi có ấn tượng gì về nhau nào, chia sẻ cho anh nghe đi. Dạ, chắc cái này để em chia sẻ trước. Mời Phúc. Dạ thì hai vợ chồng em thì quen nhau cái duyên đó là do ban đầu hai chồng cùng vào làm ở một chi nhánh của ngân hàng. Thì vợ em là vào trước em 6 tháng. Thì sau đó thì em mới vào làm. Rồi ban đầu thì chỉ là va chạm về công việc thôi, do em là kiểu nhân viên mới. Thì em thì làm ở phòng giao dịch, còn vợ em thì làm ở chi nhánh. Nên là mấy đợt mà mình đi bên em thì cái quy trình tụi em làm thì mình sẽ luân chuyển hồ sơ lên cho chi nhánh. Thì mấy lần luân chuyển thì em hay thiếu những cái phiếu, gọi bên em gọi là phiếu luân chuyển, thì hay qua xin chị này. Tại vì chị này mà đầu tiên tụi em ấn tượng nhất là chị này thì rất là vui vẻ, hòa đồng với nhiệt tình. Nên nhìn là cái mặt là biết rồi. Dạ, nhân viên mới nên là mình cũng thấy ai sợ lỡ thì mình nhờ trước. Mà nhờ nhiều quá thì bị chê, bị trách. Dạ. Nhưng mà xin chị có chê không? Ai sợ lỡ hả thì là mình nhờ. Dạ. Nhưng mà lợi dụng cái việc đó nhờ hoài cái là bây giờ bị mất điểm với chị. Dạ. Đúng không em? Chính xác luôn á. Nhưng mà lúc đó thì sao? Xưng hô bằng chị em hả? Hồi đó là vào là còn gọi là chị. Và tại vì nhân viên vào sau mà, vào sau người ta 6 tháng. Dạ. Thì vô mà người ta lại làm ở trên gọi là chi nhánh, là nếu mà nếu vai vế đó là cái người ta hơn bạn này. Nhưng mà lúc đó biết tuổi chưa? Dạ biết rồi ạ. Dạ. Cũng một phần là lớn tuổi hơn mình nữa. Dạ. Đúng không? Rồi sao nè? Không ưa rồi sao lại có sự kết nối lâu dài? Không, thực ra thì ấn tượng ban đầu của em với bạn này thì bạn cũng còn mới vào mà thấy nhiệt tình thì mình cũng quý. Nhưng mà mình kiểu hoài á, cứ xin hoài một cái mục tờ thôi. Có nghĩa là thấy là bạn cũng không có nhớ á. Cho nên là mấy lần sau thì mình bị quạo. Rồi quạo thì thấy ảnh lụi đi xin người khác. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha. Dạ. Với cái ngoại hình của Phúc vậy á thì ban đầu nhìn Phúc em có cảm tình với bạn ấy không? Dạ thực sự ban đầu là em không có cảm tình, tại vì ngày xưa ảnh gầy á. Anh gầy lắm, anh có hình như có hơn 40, hơn khoảng hơn 45kg thôi. Trời ơi, cao gầy mà 45kg là nhìn giống như que củi á. Dạ. Như là cái tâm xỉ răng á. Em định nói ốm hả? Rồi nhưng mà còn Phúc thì sao? Về cái ngoại hình của cô ấy lúc đó như thế nào? Nếu mà ấn tượng ban đầu thì em chỉ ấn tượng là tính tình vui vẻ. Còn về ngoại hình hồi đó là gọi là em hơi chê. Tại vì đó là vợ em cũng ốm, nên là ấn tượng ban đầu mà nó hơi thô tí, là nó sâu người giống như bị suy dinh dưỡng vậy đó. Lại thêm nữa là vợ em là có bệnh mãn tính là bệnh vẩy nến á. Nên là thời gian mà đi làm thường là hay tay chân rồi nó sẽ bị nổi những cái, nên nhìn nó hơi lượm thượm. Rồi chân cẳng thì một phần là do hơi hậu đậu nên chân cẳng lúc nào cũng té, rồi va chạm nên si cà que lúc nào cũng đi ngắt. Trời ơi vậy đó hả? Dạ. Lúc em bao nhiêu ký? Hồi đó là em khoảng 30-40kg á. Trời ơi luôn chơi lịch. Ba mấy ký bên trên, 40-50kg. Trời đất ơi, hai cái tâm xẻ răng gặp nhau. Đó. Cái này cái tâm tre, còn cái kia cái tâm trúc. Ủa này nghe nè, mấy lần mà có như té lên té xuống, có lần nào em đỡ chị ấy không? Dạ không, ý là mấy đợt té tại vợ em hồi trước là tụi em đều làm ở kinh doanh nên là hay đi kiểu đi ra ngoài gặp khách hàng rồi kiểu gấp gáp á, thì vợ em mình đã có mấy đợt là bị té xe, bà té kiểu ngoài đường. Rồi bà tự đi, rồi bà tự si cà que bà đi vô. Dạ. Thì mất điểm trong mắt anh này. Bà vừa ốm á mà bà lại si cà que nữa. Có 33kg hả? Rồi bà lại nhìn người ta với ánh mắt không thiện cảm nữa. Ủa chị trong ổn ta? Hai đứa bạn ấy không có thiện cảm với nhau ban đầu thì sao mà
lại có người yêu đương sao ta? Chắc có lẽ là cùng chung một loài tâm, đúng không? Cho nên là sẽ đến với nhau mà thôi. Đồng cảm với nhau về sự gầy gò đó. Hôm hem. Rồi giờ sao? Sao mà có cảm tình rồi? Từ lúc nào hai đứa ai của ai nè? Dạ, thực ra thì đầu tiên là không thích thật, nhưng mà tự nhiên trong một cái lần mà mình họp á, họp trong phòng ban với nhau thì lại thấy bạn này bạn kiểu như là một người mới, mà cái cách bạn nói chuyện á, tự nhiên không biết sao giữa có rất là nhiều nam nha, tại vì ở hồi thời điểm đó thì chi nhánh em nữ ít, nam rất là nhiều, từ phòng về cho đến chi nhánh là nam rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên cái cách mà bạn nói chuyện nè, bạn báo cáo hay bạn trình bày một cái vấn đề gì, mình cảm thấy giống như là đằng sau bạn có một cái hào quang gì đó. Ừ. Mình là để ý sự uyên bác, đúng không? Ôi. Một cái sự mà cuốn hút khi mà anh diễn giải năng lượng, đúng không? Đúng không? Dạ, cái đó thì do vợ em cảm nhận chứ em cũng không biết. Nhưng mà có biết cái chuyện là cái lúc mình nói là vợ thấy hào quang không? Tại vì cũng một phần là tính của em, khi mà những cái vấn đề gì trước khi em nói thì em sẽ có suy nghĩ trước, nên thường em sẽ nói các vấn đề nó khá là suôn sẻ, dạ, chắc cái suôn sẻ. Thì có thể là vợ em sẽ cảm nhận được cái lúc đó. Nhưng mà cảm nhận như là vợ của chồng hay chồng của vợ đó? Dạ, cái này thì nói về tán thì em là người tán vợ em, nhưng mà cua thì vợ em cua em. Tại sao em không có cảm tình với vợ mà em lại cua vợ? Dạ không phải là vợ em cua em, nhưng mà vợ cua chồng là... rồi chồng tán vợ. Dạ. Thì bởi vì em tán qua tán lại, cua qua cua lại. Ví dụ như vậy nè, nó có một cái điểm, ví dụ như vợ nhìn thấy chồng cái lúc mà present, lúc mà trình bày đó thì thấy ô, lại có một cái gì, cái hào quang nó tỏa ra, một người đàn ông năng lượng. Vậy thì cái điểm nào ở vợ mà em lại thích và em lại tán vợ? Em chỉ thích vợ em ở một điểm là vợ em nhìn một người rất là năng lượng và tích cực. Ngay cả bây giờ người ngoài mà nhìn vào vợ em cũng thấy là, tại vì vợ em bản chất hiện tại là vợ em vẫn làm sale. Sale của mảng ngân hàng. Mà sợ lợi đúng không? Dạ, đúng rồi. Tươi á. Ở mảng sale mà mình là người mới và mình nhìn những người đó, và giai đoạn đó là vợ em cũng là một người bán hàng khá là xuất sắc ở chi nhánh, nên là mình càng ngưỡng mộ nữa. Còn ấn tượng ban đầu thì tụi em gọi là ấn tượng cũng gọi là không quá tốt về nhau, nhưng cũng không đến hồi là xấu. Và bây giờ nè, bây giờ cổ cua em sao? Dạ ban đầu thì nhắn tin thường xuyên, rồi mới đầu là em cũng hơi nghi rồi, và mình cũng từ chối khéo, tại vì lúc đó tụi em mới ra trường nên cũng chưa có xác định là sẽ quen nữa. Chứ thêm là tâm lý chắc kiểu của con trai hay là đàn ông là kiểu phải thành đạt thì mình mới nghĩ đi sao. Dạ nhắn tin mới đầu thì cũng hỏi thăm sơ sơ thôi, rồi sau đó thì cũng nói những câu tình cảm, rồi có khi nhắn tin mà tới 11-12 giờ, có khi tới 3-4 giờ khuya luôn, mà mình đã nói khéo là giờ em thì hiện tại cũng chưa muốn ngủ quá chị ơi. Với lại dạ không, em nhắn nhiều. Dạ em cũng không nói đến nói là trực diện, nhưng mà cũng nói khéo là bây giờ thứ nhất là mình không xác định là không yêu ai và không thích ai, nên là cùng với thứ hai là cũng trễ quá rồi thì mình đi ngủ đi, mà cứ nhất quyết là nhắn qua. Mình thì lại sợ lỡ là trời, giờ mình còn đang nhờ vả mà ta ở chi nhánh ta vô trước mình, mà mình nói thẳng thừng quá, nhiều khi sau này lên nhờ không được. Đúng rồi. Rồi có nghĩa là đêm đó chắc nói chuyện tới sáng luôn á, đúng không? Dạ nói chuyện tới 4 giờ sáng rồi. Còn sáng có đi làm không? Dạ, đi làm, đi làm. Rồi sao các em, lúc mà em bị như vậy, em có cảm giác là bạn này bạn đương muốn từ chối khéo mình không? Dạ biết. Có tâm trạng em biết em sao? Tại vì thực ra là em cũng tính là kiểu là tán chơi bạn này thôi. Tại vì mình thấy tự nhiên mình thấy có một cái ấn tượng thì mình tán chơi thôi. Thì cũng có một cái chuyện buồn trong giai đoạn đó, mình nghĩ là thôi mình phải có một cái nguồn năng lượng mới. Thì mình thấy bạn này nó hợp với cái nguồn năng lượng cho mình thì mình tán, nhưng mà mình cứ nhắn tin cho bạn thì bạn cũng kiểu nói chuyện chị em khéo khéo thôi. Rồi đỉnh điểm một là cái chỗ mà 3 giờ sáng nhắn tin thì bạn từ chối khéo một cái, là giống như em kiểu em rất quý chị nhưng mà em chỉ nhắn tin và muốn làm việc trong công việc thôi. Còn em chưa nghĩ gì về xa hơn. Mình quê lần một rồi. Xong rồi tới lần hai là có một lần kiểu hai chị em tính là thôi hẹn nhau đi coi phim, thì em hẹn nhau đi coi phim 4 giờ chiều đi coi phim. Thì mình kiểu hồi đó cái vẻ ngoài của em không có như bây giờ. Hồi đó thì em bây giờ là em hết 85% bệnh rồi. Hồi đó một cái sự chăm chút của một người phụ nữ trong giai đoạn đó là cực kỳ quan trọng với em. Em dành cả 2 tiếng đồng hồ với một người kinh doanh như em, một người không coi trọng vẻ ngoài nhiều, mà em 2 tiếng đồng hồ em chăm chút. Thì tới 4 giờ chiều em gọi điện thoại là không hề liên lạc được cho tới 7-8 giờ tối. Thì cho leo cây. Dạ đúng rồi, sau này thì em mới biết là bạn đi nhậu mà bạn kiểu bạn uống không nhiều á, nên là bạn bị xỉn mà bạn ngủ quên á. Có là một lần thứ hai đó nữa xong là coi như ok rồi. Đó là quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Cho nên là mình không có tiếp tục nữa. Thì bạn lại quay xe ngược lại. Tức là đó, rồi bây giờ là bạn tán em sao? Anh kể đi. Đến lúc mà bạn tán sau khi mà em phát hiện ra như vậy thì em là một người cực kỳ kiên trì. Có nghĩa là có một vấn đề gì em kiên trì lắm, nhưng khi em đã quyết định rồi thì em một phát rất là thẳng thắn, rất là rõ ràng. Bạn nhưng mà bạn ấy lại quay ngược lại thì bạn bắt đầu nhắn tin nhiều hơn rồi. Có người giống như là đã gieo thương nhớ và thường xuyên rồi, tự nhiên một ngày đó mình không nhắn tin nữa. Cái mình không có liên lạc nhiều nữa thì bắt đầu lại thấy nhớ rồi lại nhắn tin lại. Nhưng mà anh hỏi này, tại sao? Cái nguyên nhân nào mà em lại có suy nghĩ và em quay lại em cô chị? Cái đó thì đến bây giờ thì em cũng cảm thấy nó hơi khó nói, và mình cũng không biết là tại vì giai đoạn đó giống như là cũng mấy tháng trời là vợ em là cứ thường xuyên là giống như là ngày nào cũng nhắn tin và ngày nào cũng rủ nhau đi ăn đi chơi, rồi sau đó tiện bẵng đi một thời gian là tự nhiên là không thấy tâm hơi gì đâu. Cái tự nhiên mình cảm thấy sao nó hơi khác lạ, thì ban đầu là mình cũng xuất phát là em cảm thấy em có lỗi tại vì mình cũng hẹn với người ta, rồi sau đó là cũng bắt đầu xin lỗi rồi hẹn đi ăn lại, nhưng mà cứ từ chối cũng 1-2 lần á. Rồi về sau thì có một lần đi thì bắt đầu mới nói chuyện với nhau, tại ban đầu là vợ em cũng không biết là do bữa đó em xỉn,
tại bạn em cứ nghĩ là chắc thằng bé này nó không không thích mình nên nó cố tình cho mình leo cây thôi. Dạ nên là về sau thì bắt đầu giải tỏa được cái đó. Dạ, sau dạ. Hai đứa quyết định yêu nhau đúng không, sau dạ. Khi mà em cua lại quyết định yêu nhau dạ, cũng rồi bắt đầu... bao giờ thì em phát hiện là vợ em bị bệnh vẩy nến? Dạ, bệnh vẩy nến là từ lúc tụi em vào lúc đi làm là đã thấy rồi đúng không, là em đã biết rồi và em không care gì cái chuyện đó cả, tức là hồi đó là có bao giờ có lấn cấn cái chuyện là tại bà bị cái bệnh đó mà mình ngại mình không quen bà không? Dạ không, tại vì cũng một phần là gia đình của em thì từ nhỏ là gia đình của em thuộc dạng là khó khăn nên là những cái mà thí dụ là kỳ thị hay là gì thì em đã trải qua rồi nên là ban đầu em cảm thấy với vợ em là em có sự đồng cảm nhiều hơn nên là chưa có bao giờ mà em cảm thấy mình quá khe về mình ngại đó. Cái đó đúng không? Dạ. Ừ vậy là quá tốt. Thế còn em thì là em có ngại hay có mặc cảm vì khi mà bây giờ mình quen lúc đó mình mới tìm hiểu ảnh rồi mình lại mắc phải cái bệnh đó, thì thường cái bệnh đó thì anh nghĩ là cần phải thoa thuốc rồi dạ, ban đêm thì phải hơ nóng và phải cạo cái lớp vảy đúng không? Em chia sẻ chút xíu về cái thời gian đó. À em thực ra là lúc đầu em cũng bị á chứ không phải có là bản thân bạn cũng có chứ không phải không có đâu. Bạn cũng có những cái ngại đó. Chồng em cũng có những cái ngại á, tại vì mặc dù mình không có gì nhưng mà những người xung quanh á, đặc biệt là con mình cũng hiểu thôi, vì họ đằng sau anh ấy còn là cả một gia đình ngoài nữa. Thời điểm đó tụi em chưa có về nhà nhau. Và trước khi mà tới với anh thì mình cũng có quen, nói chung em cũng có quen nhiều người thì cơ bản là mình hiểu được, và mình phụ nữ mà, mình không có vẻ ngoài, không đẹp, nhưng mà cái vẻ ngoài của mình thời điểm đó nó quá, có nghĩa là nó hiện rõ lên luôn. Con là cái móng tay của em nó chỉ còn một nửa móng thôi, chân cũng vậy. Và nhìn bên ngoài là chỉ có cái khuôn mặt thôi. Cái khuôn mặt thôi. Tại vì nó sẽ bị lan vẩy ra cả. Nếu không biết cái này. Nên là nói không có cả, không có mặc cảm hay không thể nào có. Có em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực ra là bây giờ là tất cả mọi thứ mình đã vượt qua hết rồi. Bây giờ nhìn cô gái quá là xinh xắn. Đâu đưa tay anh coi coi. Hết rồi. Cái móng tay nó đẹp hết sức luôn chị. Hết rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Em dạ, đúng chữa rồi. Hết rồi đúng không? À, em đang hết được 90% bệnh rồi. Yeah. Dạ. Nhưng mà từ khi nào mà em chữa? Dạ, sau khi lấy anh này. Là chồng dắt đi chữa hay là sao? Cái bệnh này của em thì bây giờ là đã có một cái phương pháp chữa bệnh mới. Nó sẽ hơi tốn kém một tí nhưng mà em chia sẻ đi, nhiều em, khi để có những em đang sử dụng phương pháp là tiêm thuốc sinh học của bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có nghĩa là cái bệnh này thì thực ra trước đây thì nó không có. Và cái bệnh này nó khá tốn kém vì nó sẽ phải tiêm suốt đời. Và tiêm liên tục mỗi tháng một lần. Dạ, thời điểm mà em bắt đầu tiêm là từ tháng 7 năm 2021. Là bệnh viện Da Liễu Sài Gòn mình đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó thì thật ra nhưng mới... mà tốn kém là như thế nào, em có thể chia sẻ chi phí để mà bỏ ra thì khoảng gần 10 triệu một tháng. Gần 10 triệu một tháng rồi. Nhưng bây giờ là em hết 90% rồi. Dạ đúng rồi. Và tức là sau khi mình hết 100% thì mình vẫn phải tiêm. Dạ đúng rồi. Tiêm suốt đời đúng không? Đó, như vậy thì hoàn toàn căn bệnh này có thể chữa được nha mọi người. Cái chi phí chắc là 10 triệu nhưng mà sau này chắc cái giá thành sẽ giảm, lại chị, yên càng tâm. Ngày sẽ càng giảm xuống đó. Cho nên là mọi người cứ yên tâm về cái căn bệnh này đã không có thuốc trị sợ. Rồi ạ. Đến khi nào thì mới thay đổi cái xưng hô hả Phúc? Kể cho anh nghe hay... đi cái đoạn đó đó. Nếu mà hai đứa chính thức mà gọi là quen nhau thì cách tại vì thử tụi em xác định cái mốc thời điểm thì khoảng là ngày 5 tháng 3 của 2015 là bắt đầu hai đứa chính thức là bạn này có ấn tượng với em. Rồi sau đó là cũng qua nhiều cái lần mà giống như tụi em vừa kể thì tới tháng 5 là tụi em bắt đầu chính thức là quen. Nhưng mà ban đầu thì em vẫn, tại vì thứ nhất là bạn này lớn tuổi hơn nên là ban đầu tụi em chỉ xưng tên thôi. Rồi sau từ từ vài tháng sau rồi bạn này bắt đầu ra yêu cầu bây giờ là nếu không xưng anh em thì thôi không quen. Đó thì từ từ tụi em bắt đầu mới thay đổi. Như vậy là tụi em quen bao nhiêu lâu và kết hôn được bao lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn thì tới bây giờ là được hơn 4 năm, gần 5 năm. Thì cũng nhân kỷ niệm là tụi em gần 5 năm kết hôn thì mới đăng ký tham gia chương trình. Còn quen thì trước đó tụi em quen 2 năm rồi bắt đầu có nghĩa là được gần 7 năm đó. Gần 5 năm, 7 năm. Và bây giờ là chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Ủa sao biết hay vậy? Hả? Tại vì thấy còn son quá, hiểu không? Hay quá. Đôi mắt này có thể nhìn vợ không? Người ta biết. Người ta son hay không son à? Đó cho nên là thấy là có vẻ như là tại vì á lâu lâu á bạn vợ nhìn Bin với lại bạn chồng nhìn ông mụ của tôi với một ánh mắt mà giống như là trời hay quá, một cái sự mà gọi là anh ơi em rất cần anh, trời hay quá, anh ơi em rất cần anh lúc này đó, trời nói giống như đi guốc cho bụng ta. Giống như là mình đi vào trong sâu thẳm của đôi mắt người ta vậy đó, quá hay. Đúng nhưng không? Mà hai vợ chồng có muốn có con không? Dạ tụi em cũng đang lên kế hoạch cho cuối chương trình nha. Cuối chương trình là 1 cặp cho tôi. Này ngứa mồm ngứa miệng quá. 1 cặp cho tôi nha. 2 tuần rồi. Xanh một lần một cặp luôn. Cho nó khỏe. Hiểu không? Rồi, bây giờ quay ngược lại là các bạn đã có thời gian là 2 năm yêu nhau. Vậy thì trong khoảng thời gian đó cho đến lúc mà các bạn lấy nhau thì cái tình yêu của các bạn nó có những cái va vấp, có những cái rủi ro, có những cái trầy trật gì không?
có nghĩa là có gây lộn không đó, lúc đó yêu nhau là có gây lộn rồi chia tay chia chân rồi chặt chân chặt tay rồi chúng nó giận hờn đồ ném đồ chọi đồ rồi rồi này kia nọ đó. Có drama nhiều không? Chị nói là ú à là quá nhiều luôn đó. Dạ rất là nhiều. Có những cặp chia tay 1001 lần trời ơi nhiều lắm dạ. Cả ba chồng lẫn ba vợ, mẹ chồng mẹ vợ đều nói thôi tụi mày bỏ nhau cho rồi đi cho đỡ mệt đó. Xong cuối cùng nó huề thuận là cái mẹ chồng hỏi ủa bộ hai đứa đóng kịch drama hả? Đâu có, hai đứa bay đóng phim Hàn hả? Hoàng hốt hả? Đó rồi sao hai chồng chia tay nhiều không? Nhiều lắm anh dạ. Ý là tụi em chia tay nhiều lắm mà tới nỗi mà đồng nghiệp trong cơ quan á ừ. Thậm chí là hồi đó là có sếp cũ của em á là và nói là hai đứa bay mà cưới nhau á là ăn đi một tháng lương à. Có nghĩa là cứ có người cứ đưa một cuộc chơi đi chơi nào hay là có gì đó là không có cái chuyện mà hai vợ chồng này mà nó cãi nhau kiểu nó thiếu làm sao á. Nhưng mà vì lý do gì cãi nhau? Tức là những cái gì? Điều nó cực kỳ cơ bản, ví dụ nhiều khi ghen tuông rồi ừ. Hoặc là anh này thì ảnh nhiều khi bề ngoài nhìn vô người ta nhìn thấy hơi vô tâm á ừ. Nên là em cũng thấy là hơi vô tâm hồi xưa à. Thì em nghĩ là hơi vô tâm có là ngay nhau về những chuyện đó à, có nghĩa là giống như mình muốn cái điều này mà ảnh cứ không có nói, không có thể hiện ra ngoài. Có cái chuyện nào đại diện vui vui kể nghe chơi? Dạ thì chuyện thì nhiều lắm, tại vì hồi đó một phần là tụi em thấy là hơi khắc khẩu với nhau á, nên vợ em gần như là mỗi ngày tụi em đều giận nhau, nhưng mà chủ yếu là giận thì nó cũng mau lành, có nghĩa là giận thì xíu nói chuyện giống như mình bận làm mà vợ em nhắn tin không trả lời, cái bắt đầu nhắn tin em thấy anh vô tâm quá. Mà có những đợt giống như vợ em là đang stress công việc hay gì đó thì mình cũng không để ý, thì mình đi cuốn theo việc mình làm. Rồi thêm nữa là vợ em phải nói là hơi quá ghen. Ghen đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cô kia cổ không chịu nhận cổ ghen cho cô, đó là em cảnh báo anh cô định không xài chữ ghen nha. Cô vợ tuần trước ừ. Rồi dạ. Sao rồi, thường thì mỗi lần mà giận nhau vậy đó ai là người chủ động làm lành? Nếu mà quen giận nhau thì tính của em thì thường là nếu mà mình cũng hay xin lỗi trước, nhưng mà em chỉ xin lỗi vậy, giống như là em sẽ xin lỗi mà kiểu tới lần thứ hai thứ ba thôi thì mình cố tình làm lành thôi, mà còn lẫy nữa thì em sẽ bơ luôn. Nhưng bơ luôn thì người này sẽ là cảm thấy thiếu thiếu, cứ bắt đầu lại dãy nảy khóc rồi làm trò làm chi để tạo chú ý, thì xong rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi thôi. Nói chung là tụi em giận nhau thì rất là nhiều nhưng mà là rất là mau làm lành. Cái lần mà giận nhau dài nhất là được mấy ngày? Nếu mà giận nhau ngày nhất thì chắc khoảng chỉ có chưa đến một tuần. Dạ. Còn hai đứa là quen nhau 2 năm. Dạ. Vậy thì ai là người tỏ tình và ai là người đề cập cái chuyện đám cưới? Dạ đám cưới dạ là em. Em là người đề cập đến chuyện đám cưới ạ. Em đề cập cái ổng liền không hay là ổng còn suy nghĩ? Cũng lâu rồi nên hai vợ chồng không nhớ, nhưng mà em thấy nó rất là nhanh. Rất là nhanh và em cũng có một cái kế hoạch trước trong cái việc, tại vì mình làm hay có kế hoạch nên là thực ra trong hôn nhân em cũng có một cái kế hoạch. Tại sao em đề cập lo lắng về tuổi tác? Đâu, kế hoạch làm sao? Ví dụ như thực ra là em với anh này đến với nhau là từ những cái sự hiểu lầm á, có nghĩa là người ta thì hiểu lầm thì người ta chia tay nhau, còn hai vợ chồng là hiểu nhầm nhau mới tới với nhau. Cụ thể luôn là ví dụ như cái lần mà hai đứa chuẩn bị ý định là chuẩn bị tới đám cưới đám hỏi á, thì có đi ở ngoài. Ở ngoài thì mình cũng đâu có nghĩ là ổng chê mình xấu đâu, mà mình nghĩ ủa sao tự nhiên đàn ông với phụ nữ mà ở trong một cái phòng chỉ có hai trai đơn gái chiếc thôi mà không làm gì hết. Người đó thật là chính trực. Mình thấy họ chính trực. Em đúng rồi, em thấy ổng chính trực. Còn ổng thì ổng nghĩ là ổng dẫn em về quê á. Về quê ổng á thì thực ra là gia đình hai bên thì cũng không khá giả gì. Em về quê thì ổng nghĩ là trước giờ theo như mẹ chồng em nói là chưa bao giờ dẫn phụ nữ nào về nhà. Thì dẫn em về thì nhiều khi ảnh cứ nghĩ là vợ mà phụ nữ thì sẽ hơi để ý vẻ ngoài này nọ. Nhưng mà em cứ lao vô em nấu ăn rồi mình bắt cá mà mình kiểu ở quê ở miền Tây nữa. Em vô nói bình thường, ở này nghĩ là không, cô này cô không để ý gì hết trơn, được ra không phải em hoạt động đoàn hội phong trào nên mấy cái đó thấy bình thường. Hai vợ chồng từ những cái bình thường nghĩ như vậy, hiểu không? Xong rồi tới với nhau, sau này bắt đầu mới nói ra mới biết không phải vậy. Ủa nãy có kể cái gì mà không, để chị hỏi nè, chị tò mò quá. Cái này sao có nghĩa là sao vậy? Sao có hai đứa trong phòng mà em làm gì đó? Đó đó, đại loại tôi cũng định hỏi gì luôn á. Định hỏi gì đó để cho vợ em hiểu lầm em là người chút chừng. Ở chung phòng là ở đâu? Là ở dưới nhà của em đúng không? Dạ không, đi chơi là ở chung phòng đó, hình như là tụi em đi chương trình của cơ quan hay sao á, là nên là hai đứa ở chung phòng về trễ quá nên là phòng trọ của em thì vẫn về khuya được, chứ có phòng trọ của vợ em là không về, không về khuya sau 10 giờ được. Nên là vợ em nói là chắc để thuê khách sạn ở, mà thuê khách sạn thì có một mình thì mình cũng sợ, nên là mình mới nói thôi để ở cùng. Thì đó thuê thì kêu thuê hai phòng thì bà này bà lại không chịu. Sợ ma. Dạ, sợ ma rồi sợ cái gì nửa đêm ai vô thì nói không sao đâu, kiểu bắt ở chung. Rồi ở chung thì ngủ trên ngủ dưới, nhưng mà xong thì cũng không, nói chung là đêm đó cũng ngủ xong bình thường. Lý do tại sao? Dạ thì vợ em nói đó. Chị đang hỏi em lý do tại sao em lại không làm ăn gì để vợ em hiểu lầm em là người chính trực. Đâu có, ý của vợ em là đó, em chê vợ em nói sao bà này xấu quá nên là đừng có nên dây vào thôi. Dạ. Là em nghĩ vậy hả? Không, ổng nói á, xong rồi ổng khai ra với em á, ổng nói là thực ra là hồi đó tôi thấy bà, nói chung là quen thì quen nhưng mà tôi cũng chưa có ý định kiểu là chút chặn cuối cùng nên là tôi phải giữ. Sợ đúng không? Giữ tôi có sự giữ sự trong trắng của tôi. Nhưng mà trong mà với em thì em suy nghĩ ông này ông chính trực quá. Đúng rồi đó, chính mở treo miệng mèo mà mèo không ăn. Đúng rồi, đúng rồi đó. Tức là vì những cái hiểu lầm nho nhỏ đó mà họ đến với nhau đó em. Đó. Nhưng mà rõ ràng là bởi nhờ như vậy mà họ mới hạnh phúc. Mà tại sao hạnh phúc là nhờ lựa chọn? Chọn yêu thương, chọn hạnh phúc.
À, có nghĩa là tụi em tự chọn những cái mà tụi em tưởng như là sự hiểu lầm nho nhỏ như vậy á, nhưng mà đó là do em chọn, sau này mình mới biết đó là hiểu lầm thôi, đúng không? Nhưng mà thành ra tất cả những chọn lựa đó đều mang lại sự hạnh phúc cho mình, đúng không? Đúng không? Hay. Đó. Ừ. Nhưng mà sau đó thì em đề cập cái chuyện cưới, ổng không có đồng ý liền. Vậy thì em bằng cái cách nào mà em thuyết phục ổng? Dạ, thực ra là em cũng biết là một phần là từ cái chỗ bệnh của mình á. Thời điểm đó của em nó cũng hơi nặng, tại thường một năm thì bệnh của em nó sẽ trở nặng vào một cái chu kỳ. Thường là chu kỳ vào mùa đông á. Mùa đông là lạnh sẽ chu kỳ đỡ nặng. Dạ. Thì em có đề cập nó là mình cũng, thực ra em cũng lúc đó lớn tuổi rồi, nên là mong muốn là mình cũng phải an cư để lạc nghiệp kiểu vậy. Thì tuy nhiên đó là do dự cho nên em lập một cái kế hoạch là tại vì em thấy anh này là người đàn ông của gia đình mà. Cho nên là người ta sẽ thích kiểu một người phụ nữ mà mang lại cho họ một cái cảm giác gia đình. Đó. Cho nên là nguyên tháng trước đó là ngày nào em cũng ăn cơm đi làm hết rồi sẽ nấu ăn cho ảnh. Sau khi cưới xong thì hết rồi. Một năm thì nấu được vài bữa còn là anh nấu hết. Đúng không? Có nghĩa là cuối cùng vòng quay xe lại với em đúng không? Có nghĩa là em ngày nào cũng tỏ ra mình là một người nội trợ, một người phụ nữ hoàn hảo đúng không? Dạ. Nấu cơm cho anh ăn đó, còn này kia nọ cho em bị một thói quen đúng không? Dạ. Rồi sau một tháng đó là đề nghị cưới là vô liền. Dạ. Với lại thêm một cái nữa là chồng em á thì cũng hơi lo ngại một xíu là thời điểm đó thì cũng không phải ai cũng ủng hộ vợ chồng em. Dạ. Cũng nghĩ là em kiểu em hoạt động nhiều, em cao, có nghĩa là em thường xuyên cao bay xa chạy gì nhiều, đi nhiều thì cái sự mà dành vun vén cho gia đình nó không có. Nên là đúng rồi, nên là họ cũng bàn ra với cũng có một vài người bàn ra với chồng của em. Nhưng mà Phúc vì những cái lời bàn ra đó mà Phúc có bao giờ Phúc bị trao đảo à, đó bị Phúc bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó mà trao đảo không? Của em thì lại không, tại vì đúng như vậy em nói, tại vợ em thì là người hướng ngoại, lại hay hoạt động đoàn hội nên sẽ đi rất là nhiều và giao thiệp cũng khá là nhiều. Thì đó ở làm ở phòng em thì gọi là các anh chị đồng nghiệp thì cũng có biết vợ em nên là mọi người cũng góp ý là lưu ý, tại vì đó tính của em lúc mới vào ngân hàng thì em khá là hiền và lành tính nên là mọi người cũng góp ý, nhưng mà mọi người cũng nói rồi truyền tay nhau thì em cũng có kể cho vợ em, nhưng mà em nói là nghe thì biết vậy thôi, thì quan trọng là mình đánh giá về nhau. Còn nếu mà chính xác vì lý do kết hôn thì nó không phải em đẹp như vợ em kể đâu, tại vì một phần là vợ em có lên kế hoạch, với một phần là vợ em có sự tự ti về ngoại hình đó, nên là đợt đó hình như em nhớ không lầm là vợ em có đi coi bói thì có một người đó mới nói là em là em quen Phúc mà chỉ cưới được năm nay, còn năm nay mà Phúc không cưới em là vì sao nó không bao giờ nó cưới em đâu. Sống luôn nữa. Dạ, đúng rồi. Đang sợ. Trời ơi, đang sợ là bữa đó là một hai bắt cưới, bây giờ có cưới không, không cưới thì chia tay. Mà xong rồi tụi em nói là để anh suy nghĩ, không chịu là về khóc lóc. Rồi tối đó là hai vợ chồng hai đứa là chạy xe khắp thành phố luôn, tại vì bà này quýnh quên lên mấy lần mà giận nhau hay gì là hay đập đồ nữa. Rồi chạy xe rồi đòi tự tử ghê lắm, nhưng mà vì sao em biết là nó toàn là chiêu trò không mà. Trời ơi. Có kế hoạch hết mà. Dạ. Trời ơi. Có kế hoạch hết rồi. Bà chị chiêu trò. Cái này là làm thêm một cái nghề tay trái là viết kịch bản được. Em có thể làm biên tập viết kịch bản được. Dạ, hồi đó có chị. Tại vì hồi đó vợ em là làm phó chủ tịch hội sinh viên và hay dựng những cái tiết chương đúng rồi chị Một ơi. Bởi vậy đó. Này ai. Rồi nó nghe nè, nói chứ là mình trai tân mà đúng không Phúc? Dạ. Mình sợ chứ đúng không? Dạ. Đúng không? Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì mình hoàn toàn là người có lỗi. Dạ. Nên phải đồng ý thôi đúng không? Sao chị nhìn em dữ vậy? Chị Liên thử. Dạ anh em đồng cảm với nha. Tự hồi nên lên trai tân chứ bộ tao không phải gái tân à. Trời ơi, nhưng mà con trai người ta yếu đuối hơn trời ơi. Ở đâu ra ủa trai mình yếu đuối nhìn là sao trời? Yếu đuối rồi. Gì lạ lùng vậy trời? Đó, thì yếu đuối bởi vì mới đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Đó em ví dụ mà. Ví dụ. Đó. Vậy là có nghĩa là đám cưới tụi em là đứa nào tỏ tình đứa nào? Dạ. Em tỏ tình vợ hay vợ tỏ tình em? Dạ cũng không có tỏ tình, chỉ có là vợ hỏi là có cưới không, không cưới thì chia tay, nên là hai đứa thôi chốt lại là cưới. Là bây giờ hiện giờ là em chưa có cái tỏ tình với vợ bao giờ đúng không? Mà chưa có cầu hôn luôn đúng không? Dạ. Thôi, vậy? Bây giờ tính sao đi. Bây giờ cái chuyện không phải, là sao bây giờ phải hỏi cưới nè. Rồi. Rồi cái vụ đám cưới rồi sao? Không có cầu hôn rồi sao có lại cưới? Thì hai đứa chốt cưới thì sắp bầu thông báo với gia đình rồi. Cưới thôi. Còn cái chuyện là còn cái mà mình đang hỏi là cái giống như trong chuyện, trong các drama đó, ví dụ làm vợ anh nhé, marry with me rồi, ví dụ không có. Dạ, rồi là không có đúng không? Không hề. Dạ. Để chút nữa anh sẽ yêu cầu nha. Còn bây giờ mình yêu cầu cái khác đi. Bây giờ mình tới cái phần mà nó đặc sắc, đặc sệt nhất của chương trình Vợ Chồng Son. Đặc sản của Vợ Chồng Son. Đó. Là 4 năm ở với nhau. Vậy thì có những cái gì mà mình 5 năm đó, 5 năm rồi. 5 năm ha. Chưa hài lòng ở người bạn đời của mình và cần nói ra để cho họ thay đổi không? Hay nôm na ta gọi là tật xấu đó. Đó. Thôi vợ nói trước. À để em nói trước anh nha. Thứ nhất là chồng em hay càm ràm. Có nghĩa là mình đi làm về đã mệt rồi đúng không? Mà cứ vợ cần phải thế này, vợ cần phải thế kia rồi. Sao mà bạn không có nói vợ đâu, vợ chồng đâu, mà em hay với chồng em xưng là bà với tôi. Em mới kêu ý kiến là tại sao vợ chồng không có gọi với nhau anh em bà mà cứ gọi bà tôi nhé. Trời ơi, không, người ta gọi nhau vợ chồng anh em, còn tôi đưa lên tên nó chức bà rồi, là qua cao quá rồi. Thế là cứ ý kiến với em là này vợ thế này, vợ thế kia rồi. Nhiều khi mình đi làm về mệt lắm, mình chỉ muốn im lặng bớt để mình xong thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là hay thả bom. Thả bom. Đó là tốt bụng thôi kệ nó. Đồng hồ báo thức của em á, buổi sáng sớm là hương vị. Không phải là cái điện thoại mà là cái tiếng
thả bom. Có nghĩa là điện thoại có độ chuông và mấy giờ, nhưng mà thường là em sẽ không tỉnh. Nhưng mà cái tiếng thả bom nó to hơn rất nhiều so với cái đồng hồ. Tiếng thả bom và mùi hương. Dạ, mùi hương thì em nghe cũng quen rồi, nhưng mà có điều là cái tiếng thả bom, cái tiếng động đó. Dạ, đúng rồi. Rồi. Và một cách thường xuyên, có nghĩa là sáng nào cũng đều hết. Sao em nghe vậy? Mà có đó đáng yêu. Thay cho đồng hồ báo thức. Dạ. Không, em... nó sẽ không đáng yêu khi mà ví dụ như vợ đang ngủ và trùm chăn lại. À. Có nghĩa là trùm chăn lại cho vợ thì cái đó là không có đáng yêu tí nào. Cố tình. Cái đó là khủng khiếp đúng không? Một sự khủng khiếp đó. Cái đó là thật xấu đó. Dạ. Và cái thứ ba là luôn đi ngược lại những điều vợ muốn. Ví dụ như mà em muốn cái A là thường anh này anh sẽ làm ngược lại. Và em có một cái câu chuyện vui đó là hồi đó hai vợ chồng có một lần giận nhau kinh khủng khiếp luôn á. Có nghĩa là em xếp đồ em bỏ đi. Em sẽ đổi mình đi, nhưng mà ý là mình chỉ tính như vậy thôi, chứ thực ra là mình lúc mà mở đóng cái cửa thì mình cũng cố gắng mình đập cái khóa thật là mạnh mạnh để ở trên lầu người ta nghe được. Thì lần một ảnh sẽ xuống ok xin lỗi vợ thế này kia rồi dỗ dành khóc lóc xong. Lần thứ hai em cũng y chang như vậy luôn, kịch bản hai thì ảnh ngủ luôn, ảnh ngủ luôn và em chờ ở ven sông cầu Trần Khánh Dư chờ tới 12:00 PM cho đến khi nào ông cho em chừa cái tịch đó đó thì bắt đầu sau này kể từ đó em không dám làm nữa. Hoặc là ví dụ như hồi xưa em nổi nóng thì em hay cứ luyện đồ đúng không, ok bây giờ luyện cái gì mà bể hoặc hư cái gì á là đi mua lại cái đó, làm sao không dám nữa. Có nghĩa là sẽ đi ngược lại những điều mà vợ muốn. Nhưng mà cơ bản là xấu thì xấu với ổng thôi, chứ còn với em thì cũng cải thiện em được rất là nhiều. Ngược lại những điều vợ muốn đúng không? Có khi nào em đọc được một cái câu nào đó trên mạng á, nếu mà muốn làm điều gì, muốn làm điều gì đó thành công á, về nhà hỏi vợ, vợ nói một đường mình làm một nẻo thì sẽ thành công. Em có đọc câu đó trên mạng không? Dạ đọc thì có, nhưng mà về cái đó châm ngôn thì em chia sẻ nó làm cái đó không? Anh không biết có phải châm ngôn không nữa. Cái đó mà làm thử đi rồi á tanh bành té bẹ hết chứ ở đó mà. Dạ, thì mình đúng không? Bởi vì anh bây giờ anh không nói ông bà cái câu đó là phải đối với cái câu mà đồng chồng đồng vợ tát biển đông cũng cạn của ông bà mình đó. Đúng không? Dạ. Rồi trong mấy cái đó thì em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ cái chủ nhất là cái càm ràm. Bớt cái càm ràm đi. Đúng không? Đúng rồi. Vợ phải thế này, vợ phải thế kia rồi này kia nọ. Nhưng mà chị biết sao không? Có nghĩa là tất cả mọi người bên ngoài khi mà nhìn vào vợ chồng em thì đều nghĩ là em giữ với chồng, có nghĩa là em ăn hiếp và ổng về nhà ngoại là một cái khuôn mặt. Ôi em là con là bị dụ á, con là kia hết vậy á. Nhưng mà mọi người đâu có hiểu được là trong mối quan hệ của vợ chồng em. Hiểu rồi, có một là một người viết kịch bản, còn một người là thể hiện kịch bản. Hiểu không đó, nhà hai chồng là đủ hết trơn trọi đó. Trời sao hay quá vậy. Để bữa nào chắc đặt viết kịch bản. Rồi sao bây giờ tới em đó. Với em thì gọi là để thay đổi thì cũng không đến nỗi là không, phải yêu cầu thay đổi, nhưng mà về tật xấu thì là nhiều. Đấy, rồi khui đi. Nếu mà xấu nhất thì em gọi là vợ em ghen, gọi là cực kỳ ghen. Tại một phần ghen là thứ nhất là về tính của vợ, thứ hai là về vợ xuất phát từ cái sự tự ti là do bệnh á, nên là từ giai đoạn quen cho tới lúc mà yêu nhau kết hôn thì vẫn là rất cực kỳ ghen. Ghen bền bỉ tới bây giờ luôn. Dạ đúng rồi. Nói chung là em nha, điện thoại là mỗi lần gặp nhau là đều mượn cớ lấy điện thoại, nói là em để em xem cái này em xem kia, do điện thoại em không có mạng hay điện thoại em hết pin nhá, nhưng mà đầu tiên là sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước hay gì đó là xem. Mà mình để ý là mấy lần mà ví dụ tin nhắn mới mà đến là có người xem thì gần như tin nhắn nó sẽ lên ở trang đầu là mình biết rồi, là sẽ biết rồi. Về sau mình góp ý nhiều lần thì nói là về sau không xem điện thoại nữa thì cũng không thấy xem nữa, nhưng mà đợi mình ngủ thì mới đầu mới lấy xem. Rồi quá dễ sợ, cao tay lắm. Có nghĩa tới giờ có lần nào mà ghen dữ dội không? Dạ có nhiều đợt ghen rất là dữ, giống như lúc mà tụi em mới quen thì có một đợt hình như là có một bé là làm chung, bạn bị tai nạn xe thì bạn mới gọi điện cho mấy đồng nghiệp trong phòng để ra. Thì đợt đó thì gọi mấy anh chị kia, thì mấy anh chị kia lại bận nên là em mới chạy ra hỏi thăm rồi bắt đưa về nhà. Rồi về sau thì mấy anh chị đồng nghiệp mới thấy vậy thì mới hay chọc là trời con bé đó đi với 1 phút đi đâu mà thấy đầu gối đỏ nghi quá. Bắt đầu bà này về cứ vậy là ghen. Tại thêm người mấy anh chị đồng nghiệp mà biết cái tính ghen á nên là người ta lại chọc mắm dặm muối vô đó. Dạ, người ta cứ thêm mắm thêm muối là nhiều câu chuyện lắm. Rồi đó có giai đoạn là em làm trợ lý giám đốc vùng á thì tính mình cũng hơi có sự đồng cảm, nên là đồng nghiệp mà nữ thì người ta là hay chia sẻ. Thì có một đợt là có chị làm về hành chính mà chị gọi chị tâm sự mà hình như là 45 phút, là bà này bà ngồi kế bên bà nghe, mà người ta là chị đó cũng lớn tuổi, là 40+ tuổi rồi, có con có chồng có con bình thường, mà chỉ người ta bức xúc rồi mình tâm sự thì mình chỉ nghe thôi, cũng không nói ghen. Gì dạ vẫn ghen, xong lên đùng đùng là đập đầu rồi tự tử rồi vậy á. Tại vì biết sao không, gọi điện đó mà lại gọi lúc 11-12 giờ đêm tâm sự mà thường xuyên liên tục luôn, 11-12 giờ đêm tâm sự. Và thực ra là nếu như mà mình 1-2 lần thì ok không nói, nhưng rất là nhiều lần và gọi 11-12 giờ đêm tâm sự và với tâm sự với rất nhiều người, thì em nghĩ là cái này là một cái bình thường với một người phụ nữ. Ví dụ như là nếu mà bình thường ngày thường không sao đấy, cứ 11-12 giờ đêm cứ khuya tới cái giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ để chia sẻ thì lại đi tâm sự với người khác. Đúng rồi. Ủa giờ còn không? Hợp lý, cái đó là đúng hợp rồi. Lý dạ. Mà bây giờ còn tâm sự. Dạ bây giờ thì ý là tụi em cũng tiết chế, nhưng mà lâu lâu thì cũng có những cái nghĩa là vẫn còn lai rai đúng không? Dạ cũng có, nhưng mà lâu gọi là thôi. Nói chung là vợ em ghen nhiều lắm, chứ không, là cái đó là tin qua lại thôi. Cái đó là hợp lý, không có chia sẻ đồng cảm kiểu đó được. Trời đất ơi, đi làm suốt một ngày, cái giờ bắt đầu từ cái tầm 10:30 đổ đi đến về sáng là cái giờ đó là giờ vợ và chồng dành cho nhau trên mọi phương diện. Bây giờ tôi biết tại sao chú chưa có con rồi đó. Cái giờ đó là cái giờ đẹp, giờ vàng mà chú đi chú tâm sự, chú sẻ chia cái tinh hoa đầu óc của chú cho người khác, thì hỏi làm sao vợ chú có kết quả được.
chú trả lời đi. Thôi khắc phục, bỏ luôn đi. Dạ, còn sao muốn thì gì cũng tâm sự buổi trưa đi. Dạ. Hay gì 11 giờ tối giờ mình chuyển qua tâm sự buổi trưa đi. Nhưng mà cũng không được, có nghĩa là vợ em mà biết là em nói chuyện với ai, về là kiểm tra điện thoại mà thấy trên đó là có cuộc gọi với ai mà dài quá, mà thí dụ 2-3 phút thì còn đỡ, mà 5-10 phút khỏi là công việc gì đâu mà trao đổi nhiều quá. Hay là đồng nghiệp, hay em đi gặp đối tác, hay nói chuyện hẹn đi ăn, hỏi nam hay nữ, nữ hả? Nữ thì kêu tôi đi theo, không thôi kêu thêm đứa nào đi thì mới được nha, không thôi thì ở nhà. Vậy bây giờ giải quyết làm sao chứ, lại để chuyện ghen này hoài. Nói tiếp đi, còn ghen còn tật xấu nhiều tật khác nữa. Tật xấu thứ hai là nó sẽ liên quan với cái tính càm ràm của em, là vợ em nó hơi bừa bộn. Trời, về phụ nữ mà giống như đi làm là về giống như xỉa răng hay rái tay hay là chải tóc là cứ quan tâm xỉa răng khắp nhà trên bàn, hay là về thay đồ là vắt dắt đầy cầu thang vậy đó. Vậy là không được, vậy là không được, không được. Làm Phúc là người đi thu dọn. Dạ, tụi em đi thu dọn, nhưng mà thu dọn thì em sẽ càm ràm nói là sao làm gì cứ đụng đâu bỏ đó rồi bừa bộn. Rồi có giai đoạn là em phải dùng biện pháp mạnh là thôi giờ mình đánh vào thu nhập. Lại mua một con heo. Em nói là bây giờ mỗi lần mà tôi bắt vi phạm đó là nộp cho tôi 50.000 bỏ vào ống heo. Cuối năm khui ra để lấy tiền đó, thí dụ mình đi làm từ thiện hay là mua sắm gì đó. Xong rồi vợ em đầu tiên cũng nói tự tin ok em sẽ khắc phục, không bao giờ lấy được tiền đâu. Xong có giai đoạn là bắt được một lỗi kêu đóng 50.000 thì không đóng. Xong rồi ngồi mỉa mai là làm kiểu làm thiếu uy tín nữa. Xong rồi bực mình đóng luôn 500.000 trong con heo. Em tưởng quá để được bừa bộn bộn 10 lần. Dạ đúng rồi, để được bừa bộn giống như đã cái tính đó. Nhưng mà qua bữa sau là mỗi con heo ra 500.000 lúc nào không hay. Dạ. Móc ra luôn. Dạ tao móc ra luôn. Trời ơi dễ sợ quá. Bây giờ nhà đã mà. Dạ. Nhà đã heo của bà mà bà muốn moi giờ nào bà moi. Bảo giờ còn bề bộn không? Dạ vẫn còn, tại một tuần sau là con heo đó mất rồi. Dạ em không biết con heo đó giờ nằm đâu luôn. Chắc đi vô lò heo rồi. Dạ. Ủa rồi còn gì nữa không? Ủa nhưng mà vậy thì tiền bạc là sao, ai đi giữ? Rồi nhắc cái vụ chi tiền, ly thì sao? Nhắc cái vụ tiền bạc nữa, đó là một cái điều kiện lúc hai vợ chồng lấy nhau á. Có nghĩa là hai vợ chồng lấy nhau thì thường là mấy chị hoặc là gia đình em nói là thường là vợ sẽ là người giữ tiền. Nhưng mà tại em thì em cũng hay đi hướng ngoại bên ngoài, cho nên là khi mà lấy nhau thì em đầu tiên em đề nghị là vợ sẽ là người giữ. Nhưng mà anh ấy thì anh nói là bây giờ tiền của ai thì người đó giữ, tại vì anh cũng quen trong gia đình là anh chịu tự chủ á, mới làm ngân hàng quen. Dạ, rồi đúng rồi. Dạ, hai vợ chồng làm cũng quen rồi. Thì ban đầu là, nhưng mà em cũng có nghe mấy anh chị hoặc là những người đi trước, những chị vợ đi trước cũng chia sẻ với em là không nên đâu em ơi, tại vì nếu mà quỹ đen nhiều á thì sẽ có những cái khoản dành cho những cái người khác mà mình không có biết. Trời đó, mình cũng phải đề phòng chứ. Nên là, nhưng mà anh ấy rất là căng thẳng cho em. Sau đó là em đã chọn một biện pháp rất là đẹp. Ok, em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh. À, bây giờ tiền vẫn anh giữ, em vẫn giữ, nhưng mà từ đó, từ ngày em cưới đến giờ thì tất cả những, không biết là có một cái gì đó, một vũ trụ gửi tín hiệu cho em hay sao á, em mặc định trong đầu là em không bao giờ trả tiền. Bên ngoài thì không nói nha, nhưng riêng đi với chồng em không bao giờ trả tiền, cho nên vũ trụ có gửi tín hiệu là ít khi mà em đi với chồng em mang theo bóp lắm. Hoặc là lúc nào toàn chồng phải trả, tức là em vẫn là xài lấn qua cái tiền của chồng, đúng không? Có nghĩa là không đụng tiền của ai cả, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cũng là về thì em vẫn phải lấn qua. Mà tiền của em thì vẫn giữ nguyên, có như không mẻ được, đúng không? Và chồng em mà rất vui vẻ đi đó, vui vẻ giờ cái tiền đó để làm gì nè? Theo em là cái tiền của em giữ lại được, quan điểm của em sẽ làm gì? À, thực tế thì em đang dùng cho khoản đầu tư. Dạ, đầu tư chung của hai vợ chồng thôi. Chứ cũng không có gì, không có kỳ gì cả. Nhưng mà có điều là nếu mà để cho chồng thì mình cũng thấy sợ là nhiều khi tức đổ tường hay cái gì đó. Nhưng mà tới bây giờ thì em hoàn toàn yên tâm không? Dạ em vẫn hoàn toàn yên tâm, nhưng mà có điều là giống kiểu là tính mình hay quên hay sao á, nên là đi ăn thì em cũng ít khi mang tiền theo. Rồi bây giờ Phúc mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nếu mà thay đổi thì em chỉ muốn là vợ em chăm chút thêm, tại vì do vợ em có giai đoạn là bệnh á, nên là vì bệnh nên là đâm ra kiểu hơi xì xò bề ngoài, nên là bây giờ thì có nó bệnh cũng đỡ hơn rồi, nên là chăm chút thêm. Với vợ em bây giờ cũng đi làm, đi giao thiệp nhiều á, thì mình nên cải thiện đó. Còn những cái kia chữ là những cái tính xấu thì trong em nghĩ là con người thì ai cũng có, nhưng mà nhiễm mình chấp nhận đó thì mình cái đó là cái lựa chọn của mình, mà mình cảm thấy nó hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình thì em nghĩ nó vẫn ok. Có nghĩa là em chỉ muốn vợ em á là bây giờ phải vượt qua cái mặc cảm, cái tự ti về căn bệnh của mình, đúng không? Và bây giờ em đã bớt đi tất cả điều đó chưa? Dạ em đã 90% rồi, đúng không? Dạ, bây giờ em chị nghĩ là em nên có một cái chia sẻ gì với khán giả. Dạ. Nhất là những người nào á mà có căn bệnh tương tự như mình á, để các bạn có thể có được cái tự tin giống như em bây giờ. Dạ. Thật sự là để có thể có mặt trước ống kính ngày hôm nay á thì em là phải trải qua một cái hành trình rất là khó khăn, tại vì em bị từ năm lớp 2 cho đến bây giờ. Dạ. Thì tự tử nè, rồi nhiều những cái yếu tố gọi là tiêu cực. Nhưng mà bên cạnh đó thì em rất là may mắn khi em có ba mẹ, có gia đình, chồng, gia đình của em, những người đồng nghiệp, những người bạn đồng hành với em từ nhỏ lớn. Và em nói là có nghĩa là nói chung là em có luôn có một cái câu slogan cho mình đó là không có gì là không thể cả. Vì khi em nói chung là mình phải tin tưởng một điều rằng là mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này nó sẽ đến nếu như mình tin điều đó. Còn nếu mà mình thực ra là mỗi một con người sẽ có một cái góc nhìn quan góc khách quan khác nhau, mình cứ nghĩ nó tiêu cực thì mọi thứ trong cuộc sống mình nó chưa ra đánh trận là mình đã thua rồi. Còn với em là em chỉ muốn truyền tải cái thông điệp này cho mọi người là em là một minh chứng cho cái việc là mình đã có những cái sự thay đổi tích cực
trong bệnh tật và từ trong cái suy nghĩ của mình. Để có được những như thế này thì người ta phải trải qua rất nhiều cái sự chông gai. Thì không phải ai là cứ thành công như bây giờ là để có được cái điều đó đâu. Nên là mong muốn là các bạn phải cố gắng tích cực lên. Mình chỉ có là vẻ bề ngoài nó không được đẹp thôi, nhưng đã có giải pháp rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người là đang phải chống chọi với những cái căn bệnh mà rất là khó và hiện tại chưa chữa được, như tim rồi các kiểu nữa. Nên là mình phải cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc sống này rất nhiều. Và cũng giống như em cũng chia sẻ luôn là thật sự là em rất cảm ơn chồng em và gia đình chồng. Hiện tại bây giờ là anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh ấy đã lựa chọn em. Và cái quan trọng nhất là chúng em đến với nhau và cùng, đúng là cùng thời điểm, đúng là thời điểm. Và anh ấy có thể là chọn một người phụ nữ có thể dịu dàng, biết chăm lo gia đình hơn, nhưng anh ấy lại chọn em vì anh ấy và hai vợ chồng luôn luôn cố gắng. Những lúc em bị trùng chân thì anh sẽ cố lên vợ ơi, rồi anh ấy trùng chân thì em sẽ đúc, có nghĩa là mình phải cùng nhau đi đứng một cái. Cho nên là hãy cố gắng và tìm ra sự lựa chọn cho chính mình nó phù hợp. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Có nghĩa là cái câu chia sẻ này của vợ thôi đó, là tối nay là có bầu đó. Thôi rồi. Dạ. Là tại vì chồng cảm thấy là chưa vợ được. Đã gọi là vượt lên được những cái mà chồng cứ cho là vợ vẫn còn đang bị mặc cảm, vẫn còn đang bị tự ti. Thì bây giờ chị chỉ khuyên em như vậy nè, để mà chứng minh cái sự gọi là cái tự tin của em á nhiều hơn nữa đối với chồng á, thì cái cường độ ghen của em bớt lại. Tại em biết sao không? Thực sự vợ chồng ai cũng vậy hết trơn á. Sống với nhau một quãng đời mấy chục năm thì nó sẽ qua nhiều những cái giai đoạn, rất nhiều những cái giai đoạn của cái lứa tuổi cũng như là của cái đồ thị hình sin của tình yêu á. Thì lúc không bao giờ có một cặp nào mà có thể mà bỏ hẳn được cái giai đoạn ghen tuông hết. Lúc dạ, nào cũng sẽ là, và bây giờ em đang ở giai đoạn đó. Lý do là thứ nhất tụi em mới được lấy nhau được có 5 năm. Thứ hai là tụi em còn son, tụi em chưa có con. Thứ ba là có một số yếu tố mà để tạo nên cái sự ghen tuông của vợ em. Đó là đầu tiên là vì vợ em, như em đã cảm nhận là vợ em mặc cảm là vợ em bị bệnh, gọi là một cái căn bệnh mà nói chung là phụ nữ người ta không có thích, không thích cái bệnh đó, bởi vì rất khó làm đẹp, đúng không? Cái thứ hai nữa lại là một cái sự mà chan hòa và ân cần quá mức của em đối với mọi người xung quanh, nhất là những bạn đồng nghiệp nữ, hoặc những chị, hoặc những em đồng nghiệp nữ. Cho nên á, ông bà mình nói không có khói thì sao có lửa, không có lửa sao có khói, ý là như vậy. Thành ra bây giờ á, em muốn vợ em bớt đi cái ghen tuông đó thì em cũng sẽ bớt đi những cái ân cần quá mức cho phép của một người đàn ông đã có vợ. Nếu em chưa có vợ, em muốn làm gì em làm, nhưng khi đã có vợ rồi thì nhớ giùm chị, vợ em hiền á, chứ chị á là 10:30 đổ đi đấy ha, mà ông không quan tâm tới mình mà ông cứ lo chuyện thiên hạ đâu 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 là chị mệt mỏi lắm, là chị không có để yên vậy đâu. Đúng không? Dạ. Chính vì vậy mà chị có ba đứa con đó. Em hiểu chưa? Đó, như hồi nãy vợ em cũng có chia sẻ đó, tại sao em lại không lựa chọn những cô gái khác khỏe mạnh hơn, tốt hơn, mà sao lại là lựa chọn vợ em để mà đi đến hạnh phúc ngày hôm nay. Thì trong để cho vợ hết ghen thì mình cũng phải lựa chọn. Lựa chọn thời điểm và lựa chọn những người mà chúng ta cần phải có một cái sự trao đổi với nhau phù hợp với thời gian. Thấy không? Rồi bây giờ trước khi hồi nãy chị nói sao? Tối nay có bầu liền á? Chưa đâu. Phải em còn một chữa luôn. Ủa chưa luôn trước hả? Khi chúc phải có cái điều này nè, nó mới linh nữa. Đâu, cái gì? Đó là gì? Các em đến với nhau cho đến lúc mà các em cưới nhau cũng chưa có một cái sự tỏ tình. Một cái và tỏ tình. Cũng chưa có một cái lời cầu hôn. Vậy thì trước khi anh bắt đầu anh khai mỏ anh chúc các em có em bé, thì anh muốn em, mình là đàn ông mà, đúng chưa? Anh muốn em có một cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình. Thì nói thẳng luôn đi, đó. lời tỏ tình tỏ đáng tình yêu đi. Và cầu hôn với vợ em. Lời tỏ tình đáng yêu. Đó. Được không? Cái này thì em cũng chưa có sự chuẩn bị cho lắm nên là... Không sao cả. Không có gì nó qua sự tự nhiên hết em. Em nói bằng cả trái tim. Em cả đứng trái lên... tim của em với vợ em. Thực ra nó không phải là câu tỏ tình đâu. Nó chỉ là những cái lời yêu thương nhất mà em muốn dành cho vợ. Đúng rồi. Và muốn lời nhắn nhủ nhất về hạnh phúc tương lai của tụi em từ đây cho đến hết cuộc đời. Những gì em suy nghĩ trong lòng muốn nói với cái câu ha, nắm tay nhau thật chặt, xí tay nhau thật lớn. Hai chị em mình sẽ làm cái này đến 4 thập kỷ. Đó, nhưng mà đó là hai chị em mình. Còn bây giờ là em đó Phúc. Đứng lên đi. Hai chồng đứng lên. Hai chồng đứng lên. Trời ơi, cái sàn vợ chồng son nó linh lắm á nha. Dạ. Tỏ tình xong rồi ông ngủ khai mỏ cái là dính bầu liền. Đúng rồi. Chắc lắm. Thật ra thì anh sẽ không nói những cái lời mật ngọt với vợ, tại vì tính anh thì anh sẽ không thích hợp nói những cái điều đó, nhưng mà chắc sống với nhau thì vợ cũng hiểu là anh rất là thương vợ, nên là vợ cứ thoải mái tự tin về những điều đó. Tại vì khi mà anh đã quyết định chọn ai, tại vì trong quá trình quen nhau thì mình đã có nhiều thử thách rồi, và khi mình đã lựa chọn thì mình sẽ tôn trọng cái lựa chọn đó, và mình đây là lựa chọn mà mình đã lựa chọn thì mình phải tôn trọng và theo nó đến cùng. Nên mong vợ cứ tin tưởng cho anh.
Ôm hôn cái coi, ôm nhau đi. Ôm hôn cái coi nè, ô trời ơi. Rồi, bây giờ bốc thăm nè. Chưa, chưa, tao bà không có tôi chút hả? Lộn, lộn, sao? Lỗi, xin lỗi, sao? Tại biết sao tôi nghĩ tới cái cước nhỏ nồi. Cước chùi nồi. Tôi nghĩ tới cái cước chùi nồi. Chút xíu nữa ha, ông này một chút xong ha. Mà hai đứa bốc thăm á, mà chúng cái cước chùi nồi là dính luôn. Là năm sau là... Một là cước chùi nồi, hai là chúng sửa lớp. À, chính xác. Hạnh phúc là lựa chọn ha. Dạ. Mà bây giờ mình lựa chọn chương trình vợ chồng son mà ước sửa lớp nữa chắc chắn đêm nay có em bé. Rồi. Ừ. Coi như hai món quà. À. Thôi bây giờ hôm nay nhân dịp các em đến với chương trình vợ chồng son ha, anh chúc cho hai vợ chồng phúc nha, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, nắm tay nhau ha. Dạ. À, đi đến với nhau, đi đến cùng nhau đến cuối cuộc đời này ha. Dù khó khăn, dù có như thế nào đi nữa, lúc nào cũng có đôi với nhau ha. Và chúc cho hai em qua năm sau nha. Bác sĩ báo tin vui và cuối năm sẽ xuất hiện một thành viên mới trong gia đình của các em. Nếu được một cặp luôn, được không? Dạ, một cặp nghe. Luôn. Đó, một cặp tuyệt vời, đầy đủ, khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt sẽ đến với gia đình em. Đúng nha. Rồi.